bởi nghe cái tiếng máy máy lên nó ồn nó xong nhìn con chó đâu mà nó ngồi ngay trong đó mà biết ngậm. Cái này là nhân dân cổ cầu thang mà thường cái lăng can nó cao thấy nha, nhưng con chó nó thường ngồi cao như vậy nè, bây giờ nó hấp chủng luôn này. Ghe này bà con sống trên ghe đó hả? Có đồ đạc bơi nè, có bếp nè. Coi đúng ngoài kia tàu. Mình thấy đây mình cũng thấy đường 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 đường. Cái này giống như cái này về phải bóp muối. Đây lưỡi luôn á. Muối xong rồi cái mình lên đường và có một cái trái nào mà nó cũng chát chát vậy này nè, hay trái chầm ruột nè, trái chầm ruột hay nó cũng chát chát. Củ ốc nha. Ui. Ốc bươu vàng. Cái này chiên rơm hả? Ủa này ốc ốc bươu vàng không? Ở bươu vàng nè. Mình đi thu hoạch xuống ha. 7 giờ sáng tới bây giờ luôn. Ừ. Rồi ăn cơm nước rồi sao? Song Hỷ xin kính chào ông bà cô chú và các chị đang xem kênh Song Hỷ Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Song Hỷ đang có mặt tại xã Cây Mít ở nhà bàn. Thì hôm nay thì Song Hỷ cũng muốn chia sẻ với bà cô chú là anh chị và các bạn là một trong những cái mùa nước nổi ở quê hương của Song Hỷ thì những cái khu vực mà bị ngập nước và bà con sinh sống thì như thế nào. Giờ thì mời cả nhà đi cùng với Song Hỷ ha. Cái series trong vòng một tháng nay thì Song Hỷ chia sẻ rất là nhiều về đời sống bà con miền xuôi của mình á, còn gọi là miền An Giang á, miền Tây á, thì có rất là nhiều khi mà cái nước về á, thì nước từ trên đồng cam chợ đổ về đây thì nó hôm nay thì Song Hỷ thấy là nó cao hơn mọi khi rất là nhiều luôn. Rồi nhất là cái chỗ cống Hala đó thì xả nước một cái nữa nước lại dâng lên. Giờ là chắc cũng cao khoảng 2 mét à. Thường á thì mình đi á thì những cái cánh đồng thì xung quanh thì mình thấy là đồng lúa rồi. Còn giờ nước mênh mông sóng nước nhìn nó thênh thang mà không biết. Các bà con ở trong cái khu vực ở trong này thì hầu như nhà nào cũng có một chiếc xuồng hoặc là chiếc vỏ lãi chứ. Giờ thì Song Hỷ sẽ đi trải nghiệm cùng với cả nhà, đi với anh Caramel. Giờ này thì giờ trưa nên là cũng hơi vắng đó nha. Mình đi thì thường mình lựa những cái giờ cao điểm 11, 12 giờ trưa không. Giờ thì Song Hỷ đã liên hệ được một cái chiếc vỏ lãi. Mình sẽ cùng với anh Caramel đi qua chiếc vỏ lãi đó để mà đi qua cái khu vực mà bà con sinh sống. Chó mũi đỏ, quỷ cẩu đó. Con chó quỷ cẩu. Cái bến tàu hồi nãy là mình đứng ở đâu ta? À, mấy cây này là cây hút nốt rồi cả nhà. Mà nước thấy nó ngập quá trời luôn, không biết nó sống nổi không nữa. Ở khúc ngoài kia là nước cao luôn. À, đây. Bây giờ mình đã liên hệ trước một cái chủ của chú này thì chú có một cái vỏ lãi. Thì xong hãy cùng với Ramen sẽ thuê chú chở đi qua bên kia. Con chào chú nha. Vậy là mình đi bằng chiếc vỏ lãi này hả chú? Dạ. Chú có dạ. Đi luôn không? Chiếc này cũng thấy cũng to ha chú ha. Dạ, đi này cho nó vững. Dạ. Ủa nhà chú là bao nhiêu chiếc ta? Nhà tôi 2 chiếc này nè. Dạ, thường là mình cho chở khách đi qua sông hoặc là đi tới lui này kia hả chú hả? Dạ. À, chú nói là đi chiếc bự này đi cho nó vững. Đi cho nó vững.
Chú nói chú đi đến Tà Keo luôn á. Tà Keo luôn hả? Không, mình ở đây mình đi qua tới Campuchia, mấy cái shop gần gần ở đây đó, những cái người mà dùng địa phương ở đây qua lại này kia đồ cái gì. Người ta có con có cháu gả lên gả xuống ở đó mấy cái shop ở gần đây này cũng như ăn cư người dân giáo hay là Vĩnh Trung này kia đó. Dạ. À, hai shop trên chút chứ người ta có bà con này kia rồi người ta qua lại người ta thăm viếng này kia nào với Tết nhất mà tới lùi tới lùi cho cho năm đó. Cho ta cũng năm. Lên xuống rồi chở ta lên ta xuống. Dạ, mới Tết đây nè. Chợ ra cái mình đi hết chứ. Có, ở vòng mà ra này cũng có chợ. Dạ. Để có nào có dịp để mình đi lên trên đó hẹn chú chở đi lên chợ con cũng muốn chợ tại chợ miền Tây mình đã biết rồi nè còn có chợ trên khu vực mà biên giới thì mình cũng chưa có biết là như thế nào rồi giờ chắc là hẹn chú đợt sau đi ha giờ con sẽ đi cùng với anh này là con chú con. Mình sẽ đi cái vỗ lại con nghĩ là nó nhỏ thôi đâu nghĩ nó bự dữ chiếc này nó to quá mình đi chèo hay là đi máy anh? Chạy máy đó. Chạy máy luôn hả? Quay trên. Đi ngoài cặp cái bờ sông này không mà đi ra tới ngoài đập tràn ngoài trở về hay là sao? Dạ. Dạ. Là chạy ra tới ngoài đập tràn qua đi. Rồi chạy kia chứ không chạy. Mình không có đi lên biên giới. Biên giới thì dạ tại vì hiện tại thì mình cũng không có biết tiếng Campuchia nên là mình cũng không có đi biên giới. Đây. Chắc em là biết tiếng Campuchia. Em biết không? Ít thôi. Anh mấy cái khu mà ngập nhà bên đó là bây giờ là nó ngập hết hả? Chỉ đâu có còn cái con đê này kia mình đi đâu. Ngập hết trơn. Trước là mình ở trước này là cái bờ bên kia bây giờ nó ngập trơn lại chỗ nào cũng như chỗ nào thôi. Dây điện kìa. Ui cái nhà thấy thường dây điện là rất là cao luôn á nhưng mà giờ nước lên thì dây điện nó cũng khắp chủng ngay chăng cái tầm với của mình luôn mấy cây này thì nó chịu nước được nè nên nó sống được nè chứ mà gặp cây mà không chịu nước được là nó cũng ngủm thôi cây me tây hoặc là cây tràm này kia thì đa số đây hầu như nhà nào cũng có một cái chiếc vỏ lãi chứ cả nhà ui anh caravan cẩn thận nha đúng rồi sao cái này là mình quay đầu ủa nắng dữ à lâu lâu cô Út đi về làng thăm quê cả nhà ơi đây là mấy cái chuồng trâu chuồng bò vậy nè đây là những ngôi nhà sàn nè nước bây giờ là tràn đồng hết quý vị thì những ngôi nhà như thế này á là nhà sàn thì bà con lúc cất thì sẽ trừ hao nước lên á để cất cao lên để khi mà nước nó lớn thì cũng không sao nhưng mà giờ này sao mình không thấy người đi đâu hết trơn á giờ này chắc bà con nghỉ trưa rồi mấy đa số thì những cái ngôi nhà này là từng bị ngập hết trơn rồi cả nhà đó, cả nhà thấy trời ơi có thằng bé ngập hết trơn rồi, khu vực này là ngập sâu luôn á. Xa xa là có các anh là đang đổ vớn hay bắt cá gì á, kéo cá kéo lưới á. Đây, cả nhà thấy là đây là cuộc sống thường ngày của các anh chị nè. Sẽ là kéo lưới. Mấy cái lưới như thế này nè, đó. Bên đây cũng ngập nhưng mà có một cái là ngập thì ngập nhưng mà điện đuốc này kia nó vẫn bình thường nó không có bị mất điện này kia cả nhà trong này rất là mát mẻ nè vì bà con có sống chung với lũ rất là nhiều năm rồi nên những cái chuyện mà nước lớn cái này thì rất bình thường đúng rồi nếu mà có một cái khu bên này mà nếu mà có một cái khu nào mà mình đi lên để mà mình cùng với bà con hay ha mình đi lên mình coi thử tình hình cuộc sống của bà con có
Sẽ dính tới cho mình. Từ đây qua biên giới là khoảng bao xa em? Từ đây biên giới là khoảng bao xa, mấy cây số? Tầm 1 cây. Hả? 1 cây số thôi. Tôi nghĩ từ đây tới biên giới của Campuchia là tầm 1 cây số có gì. À. Những khu vực này mà rất là nhạy cảm thì các anh biên phòng sẽ không cho quay những cái thước phim như là gần biên giới. Có mấy cái chiếc tàu to á, nó đèo ở đây á, chắc là chở lúa anh hả? Người ta chở lúa, tàu sắt đi. Giờ này thì tàu cũng không có lưu thông nhiều ở nhà, chứ mà đi, nếu mà mình đi ra sông lớn thì tàu nó sẽ liên tục luôn. Còn này thì nó một cái ngã rẽ đi lên Campuchia thôi, nó cũng không có lâu lâu nó có 1 chiếc 2 chiếc thôi. Hôm nào có dịp mình sẽ xong Mỹ đi lên trên gần biên giới để mình làm cho biết. Cũng kế bên mà. Gần mà tôi phải đi qua khoảng 1 cây số thôi. Mà kia là bà con đặt giớn với đặt những cái đái rồi đó. Và đây là những cái lưới nè. Mấy cái chai này là người ta đặt lưới nè. Nước này là mênh mông rồi. Mà nước hôm nay cao quá. Mấy con trâu thường là mùa len trâu á, mấy con trâu bữa nay ngập nước không biết nó đi đâu luôn rồi. Mỹ hồi xem coi có gặp được nhà của cô chú Sáu một bữa nha. Em nghĩ là ngày hôm nay chắc là ngập lúc luôn rồi. Mấy cái trà hôm nay ngập luôn ha. Thường là có cái bông lục bình, có lục bình mà sao bữa nay không thấy lục bình luôn. Lưới rồi không thấy. Cao lắm á. Từ đây mà qua bên kia chút xíu khoảng từ 8 cây số là biên giới Campuchia vậy. Mỗi ngày nước nó càng nhiều, nó sẽ tràn đồng nhiều hơn, mới ngập. Ở đây nếu có mấy cây cà na. Đúng rồi, trời ơi, cái lục cây điên điển kìa. Điên điển. Cà na thì nó thường ở trong cái khu vực này thì nó mọc nhiều lắm, tại vì nó hít nước mà. Cái mùa nó lên là cái mùa của nó luôn á, mùa đó là nhiều trái luôn. Trên đây là dưới nước là chỉ là đường N95 đúng không? Hả? 95A. 955A. Đúng rồi. Cà na có trái chưa? Có rồi, em đăng ký rồi. Gì hả? Ok. Cây cà na nè. Cây cà na thì nó khoái mọc trong nước cây, không? Cây cà na nè, mà anh đào cây này nhỏ quá. Cây này thì không có trái. Mùa này là cạn là có thể là khách vô đây có thể là tắm đi cũng được luôn.
nó chừng phía sau lưng nha. Wow, phía cây to thì nó ngập hết trơn rồi. Tuy là giờ này là 12 giờ trưa nắng nhưng mà cái gió dưới sông thổi lên nó mát vậy. Thổi mát lắm. Ủa có con cò kìa. Con cò nó trong cây tràm á. Mùa này là cò sẽ là làm tổ để trứng nè, để con. Tại vì mình chuẩn bị mà. Nhà đó là cái đó là cái nhà. Ủa có ngập luôn kìa. Nhà là chỉ còn nóc thôi. Ờ vậy là cái là cái chạy không em ha? Đúng rồi, cái chạy đi người ta đi đồng rồi chạy nước luôn chứ. Ừ. Kia. Đây cà na nhiều ha, nguyên khu rồi nè. Cái kỳ này cà na là cà na thường. Cà na thường hả? Dạ đúng rồi, bây giờ thường người ta trồng cà na thái để người ta bán. Trái nó to hơn. Trái to hơn, thịt nhiều hơn. Trái to, nó nhiều, hột nó nhỏ. Wow. Cây này nhỏ quá, không có trái đâu hết trơn á. Đây là cái trà hả vậy? À, cái trà của bà con để nè. Chỗ này nó mấy cái cây trong trong. Có cây dầm ở dưới anh cắm. Cái gì này? Sao nhìn được có trái? À, có trái nhiều nè. Thấy trái. Trước em ăn là vụng. Lên cây cái đầu vụng, cái nào nó chín thì nó rụng xuống. À, ủa sao nó nhỏ gì luôn hả? Dạ, cái nó nhỏ. À, nay này. Thường cái nhà thấy là cái trái cà na mình mua ngoài chợ là nó to lắm, còn trái cà na này nó thường nó nhỏ xíu mà. Em nghĩ là chắc nó chua lắm ha. Nó chát luôn vậy, nó không chua mà nó chát ngậm. Nó chát ngậm mời cả nhà nha. Ăn cái này nó giống như ăn mà nó chín thì mình rung á, rung nó ăn nó đỡ thôi. Cái này về phải bóp muối. Tê lưỡi luôn á. Bóp muối xong rồi cái mình xin đường hoặc là có trái rụng. Có một cái trái nào mà nó cũng chát chát vậy này nè. Hay trái chầm ruột ta. Trái chầm ruột hay nó cũng chát chát. Ủa ốc nha. Ui. Ốc bu vàng. Cái này cây rơm hả? Ủa này ốc ốc lát hả? Ốc bu vàng không ta? Ở ốc bu vàng này có cái nó có cái nó màu vàng vàng hả? Không phải, nó có cái rãnh sâu đây nè. À. Lỡ màu vàng. Nhưng mà cái mình nó hơi sọc sọc đây nè. À, cây này cây gì? Cây bông súng hả? Ốc bu vàng phá hại mùa màng. Nhưng mà nó không phải là cây bông súng. Nó bông nó trắng trắng đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Giống cái cây gì hôm bữa chú đúng nói rồi, nói chung người ta hay để vô kiện vô cá người ta. Ủa anh thường cái khu mà người ta ở mà em nhớ là mà em đi trên cái dọc đường á thì thấy một cái khu người ta ở sát như chăng cái đê mình đi vô á, nguyên một khu đó là toàn bộ nhà sàn không á? Dạ, nhà sàn luôn. Bây giờ nhà sàn. Không có nhà sàn không có ý. cái nhà ở bên ở lúc mình đi xuống á chị. Ờ. Là có cái nhà sàn đó mà người ta sàn lúc đầu ta xây cái sàn thấp, bây giờ là ngập hết trơn cái sàn luôn. Lên mấy cái chổng. Lên trên chổng ở, còn cái sàn nhập. Mình đâu có ghé được không ta? Mình ghé nhưng mà vô mấy chung đó được không? Dạ được, tí mình về đó cũng lên trên nhanh lắm. Ừ. Đó, trái to không nè. Nhưng mà ăn nó chát quá. Chát lắm. Này phải tê lưỡi luôn á. Về phải xử lý lại mới ăn được. Cái này á thường cả nhà về miền Tây á, cả nhà về Châu Đốc á, nhất là Châu Đốc á thì cả nhà thấy là những cái mâm cà na
Một là người ta sẽ là sinh đường, hai là sẽ là cana dập. Thì những cái trái cana này người ta sẽ cắt ra như thế này nè, cắt chẻ xuôi như thế này nè, gạch xuôi để cho cái phần chát á nó sẽ bớt và nó sẽ hấm gia vị hơn. Thường thì người ta sinh đường thì nó sẽ hấm gia vị, còn mà nếu mà mình ăn kiểu mà cana dập á thì nó hơi mặn mặn ngọt ngọt cây cây gì đó, thì nó là cái trái này. Và đây là cũng gọi là đặc sản khi mà mùa nước nổi về, nó là cùng với cái bông điên điển á, là mùa nước nổi là đều có. Như là mình đi theo cái miệt mà ở trong cái khu mà kinh Vĩnh Tế thì mình sẽ bắt gặp được rất là nhiều mấy cây mà cà na này á, cà na với bông điên điển. Mà bây giờ năm nay hình như là bông điên điển nó cũng ít hơn mỗi năm nữa. Hồi nãy giờ mình đi mình chỉ thấy được vài cây thôi chứ cũng không có được nhiều á. Cây này trái hơi ít nè, chứ nhầm cây. Ồ, trái trên bự lắm kìa. Ở đây em đây. Con súng nằm ở ngoài kia lận. Nằm tút ngoài Mỹ ngoài á. Còn ở đây thì nó không có. Một súng trắng nó nằm đâu tầm 500-600 mét rồi ngoài kia. Lên trên Campuchia chứ có súng nhiều. Nhiều hả? Em thường chở khách lên đó không? Mấy người bị bệnh đó anh. Người ta nhờ em đi dọc tại trên chở nó chở là bệnh viện yếu hơn đây không? Yếu. Thường em thấy là người ta ở trên Campuchia người ta xuống bệnh viện dưới mình ở bệnh viện lớn hoặc bệnh viện tăng á là thường lắm, đa số là bà con Khmer nhiều hoặc là người bà con Campuchia đi xuống đây nhập viện không. Còn hầu như là cái chỗ bệnh viện ở bên trên Campuchia hầu như cái y tế nó không bằng cái sao á. Thấy đi xuống này là toàn bộ là bà con chảnh đi xuống mà. Thường bà con đây là dùng gian đó không ấy, giống như dùng nông thôn thì cái dùng trong cái khu vực này thì nó chỉ là dùng nông thôn thôi cả nhà. Còn mà nếu mà cái vùng mà vui á thì cái khu vực mà Mộc Bài Tây Ninh á thì mới là vô cái khu cái bên vùng đó thì nó vui hơn. Còn vùng ngoài này là chỉ là nông thôn thôi, là keo nè hoặc là gì phong bên nè, phong bên thì đi hướng của Tịnh Biên hoặc là bên cái khu mà của bên Long Bình cũng là vùng quê luôn. Nó sẽ không có vui bằng mấy cái khu mà trên cái khu mà mấy Xin Rịp á, Xin Rịp nó mới vui. Bây giờ mấy cây nha. Cái này là lúc trước là cánh đồng đúng không anh? Giờ nó ngập vậy luôn hả? Như một cái sông lớn luôn á. Cả nhà thấy không? Thiên nhiên đem đến cho ta mùa nước nổi thì sau khi mà nước cút thì sẽ có một lượng phù sa rất là nhiều. Mùa nước nổi thì có tôm có cá. Còn mùa khô á thì á bây giờ thì nước mà nó rút thì nó chỉ còn lại phù sa để cho bà con nông nghiệp này kia trồng lúa, trồng rẫy. Nó cũng có nhiều cái thuận lợi cho bà con ở miền Tây. Tại vì miền Tây là bây giờ là sống chung với lũ rồi, còn gọi là sống chung với mùa nước nổi thì phải có mùa nước nổi thì mình mới có nhiều cái phát triển về ngành nghề, đời sống rồi thêm cái thu nhập cho cá nhân của mỗi người nữa. Rồi đó là đập tràng đập Tha La quá. Đập Tha La đúng không em? Đó là đập Tha La đúng không? Ở ngoài đó có mấy người đang bắt cá hay sao á? Ở ngoài đó hình như có người bắt cá hay sao? Người ta đang đặt vớn hay gì á? Hay đủ vớn gì á? Tôi từng gặp hai chồng của chú ba hả? Nhưng mà cao xa quá. Wow, đang lửa gì á? Hay có khi nào đang vẽ bông súc. Đang hay quấn bông súng á. Nhiều khi phải cô chú không ta, hai cái cam và cam cam hay giống giống á. Giăng lưới chứ không phải là bẻ bông súng. Đang kéo lưới. Anh hỏi thử coi có tôm không. Hỏi coi có tôm không để mình mua ít tôm về. Mình có tôm không?
Nãy là nhiều cá không nãy chị? Giờ mình có tôm không, mình có tôm không? Ê, có khô kìa. Em tắm vô gì xách. Để coi có ít có tôm có cá gì không. Bữa nay nước cao quá nên là không có tôm. Nước phải hơi giật lại xíu rồi mới có tôm cá bự. Mua bữa hổm mua cái con cá lóc, cái nướng xong rồi cái mấy con tôm nướng, trời ơi ăn ngon dã man thiệt. Tôm xong ăn ghiền ghê, có 7 con rồi cả nhà. Mua được có 7 con thôi mà nướng mình ăn nó ngon, thịt nó ngọt ghê luôn á. Ở đây thì cô chú là bắt cá xong rồi làm khô trên ghe luôn. Là khi mà về tới nhà là phơi nó khô rồi. Tao nói sao mà cái đầu nó nóng. Nó nóng ai ngờ đội cái nón, lấy lộn cái nón nó nóng quá. Cái như nón này nó thể thao. Này cái nha. Cô bé hoàng khăn. Cô bé hoàng khăn đỏ. Giống như mấy cô ở Hàn Quốc không? Mấy cô mà chuyên môn mà đi hái trong biển, đi thu hoạch trong biển á, thường đội nón như nè, xong rồi cái chùm cái khăn như nè. Vì do lý do là mình coi phim Hàn Quốc nhiều quá bị nhiễm. Xuân này cũng vô Cà Mau rồi sao mấy? Sao dạo này Cà Mau cái chất lượng tốt, cái tay sao mấy? Cái bằng sim, cái này là gọi là gì? Bằng composite. Composite. Đẩy cái hành. Ồ, máy này máy xịn nè, máy Hinota của Nhật. Thái hả? Hợp tác. Để mình chùm cái mặt lại. Khô nè. Có khô cá chốt mà cô ha. Mình được nhiều cá không ạ? Cá chạch. Cá chạch ngon á. Con cá chốt nữa nè. Chốt. Đủ cái loại cá nè. Cá chốt, cá rô phi. Thường là tầm mấy giờ là mình đi thu hoạch chú ha? 7 giờ sáng tới bây giờ luôn. 7 giờ sáng tới giờ đó. Đây tới chiều luôn á. Trời ơi. Chú rồi đó không? Rồi ăn cơm nước rồi sao? Cái đó là chỉ là thu hoạch thôi, còn cái thả đi thả lưới kìa, đi chặt lưới. Đi bữa thì 3 giờ đêm. Bữa xuống. 3 giờ phi bữa tới giờ nhà ăn cơm rồi tới 7 giờ mới xuống, tới giờ tới chiều. Dạ. Ôi cực chứ. Cứ tưởng là tới đúng 12 giờ trưa cái mình đi, không ngờ là đi từ 7 giờ sáng luôn. Đi bữa trước rồi xong rồi mới trưa là mới đi dở. Cứ gỡ ra. Rồi xong rồi bắt lên thì cô sẽ dạ luôn. Giờ này cô có cá nào bự không cô hả? Không. Dạ nó về quay ở với đục rồi, tránh khỏi với đục rồi. Hãy lớn. Cá chạch. Chạch này chạch cơm. Bữa nay là được cá chạch là nhiều. Chạch chi linh. Nước nó to quá. Ui có một cá chạch bự quá kìa. Đưa cái thùng cho anh. Cá chạch này hôm nay là bao nhiêu một ký ạ? 140. 140 một ký là cá bự hả? Hay là cá xôi? 140 giờ... là sang cho bà hàng á. Cho anh mua ủng hộ cô chú một như cô vớt một ký là kiếm được hết. Giờ có đâu cần gì đâu cần. Giờ vớt đại đi. Mình nhắm nó nhắm chừng thôi. Nhắm chừng không được. Vậy nhắm chừng vậy, đi. Vớt đại đi, hồi em cân cho chị. Rồi em có gì em điện cho chị sao? Nó quen luôn hả? Dạ quen này em tư. Cái bên nhà. Chú cha. Cần đi ký em lấy cần rồi xong có gì em nói với chị. Nếu mà dư thì tính cho tiền em. Không gì bằng mở hàng cho nhanh gọn sớm là được rồi. Mua mau bán đắt ha. Trời ơi tay chân nước ăn luôn á, trắng giờ luôn rồi. Thì từ sáng tới chiều tối là toàn là ở dưới nước không. Hôm bữa mình nó lấy cái hũ thuốc tặng cho chú mà quên em theo ha. Thuốc đó chị về cái ăn nước á, nước ăn á, hay lắm. Này nhiều khi đếm con cũng có thể là biết được số ký nè. Bao nhiêu con một ký là mình biết. Biết quen á. Con cá linh. Cái chạch này tầm thêm nửa tháng, 1 tháng nó mới ngon. Giờ này còn nhỏ. Cá chạch này cân 200 ngàn là làm sao đây? Ui. Cá chạch bự cân 200 á. 2, 23. Cái lộn như đó là làm sao? Cái nào bự cứ thả lại, lấy về cái lỡ thôi, không sao đâu. 31. Bây giờ có bự có nhỏ tính canh 6 đi rồi. Sao cũng được, không sao hết. Đã có cho 2 phân giữ cho. Dạ dạ, không sao đâu, không sao đâu. Cá bự cân 200 á, cá nhỏ là cân 140. Rồi bữa nay cá chạch không à?
nhầm con nước. Có lần nào mình được nhiều nhiều tôm không? Tôm, tôm, tôm. Chỉ có đập giới. Đúng rồi, đập giới không có tôm. 15. 49. Cái này mà nếu mà giờ mà cái có linh muối cơ, muối mình xương mình anh con con. Ủa cái gốc. Cái linh là con cái bên gì? Rồi có khô nó khô đem theo ăn cơm. Không khô không có ai quở hết trơn á. Đem theo vậy nè, cái này mình ấy mình chở. Về nhà là khô luôn rồi. Ừ, về nhà khô luôn á. Cái này nắng là ăn được rồi. Về là chiên ăn luôn. Cái khô cá chốt rồi ha. Cá chốt hình bông hoa mai á. Bắt gì? Phải chụp. Vậy là nãy giờ là đếm con theo đó hả? 2 2 4 6 7 6. Được rồi. Thì chắc hơn 1 kg rồi mà. 2 kg á. 2 kg. 2 4 6 7. 2 kg rồi đó. Rồi 2 kg thôi. 2 kg, 2 kg cũng 8 kg 9. Hỏi em coi cho. Em đi được sao cũng được. Chết thôi. Con giùm đi cái này hả? Này hành dưới lại chứ đâu có là bập đổ hành đó, cái bập đổ chứ. Ôi cả nhà thấy cá quá trời luôn ha. Cái chạch to to không à. Tính nãy giùm chị kia tính đi 160 đó là nhiêu mà cũng tính tiền chị. 2 kg 320. Rồi. À. Trời ơi, nó đâu rồi? Nó xong cái gì? Nó lọt luôn rồi. Cái gì? Rồi kệ đi chị. Ờ bỏ đi. Nó trơn quá. No. Ba bắt không biết bắt không được đâu. Rồi ấy em lấy một cái đi hiểu ơi. Dạ dạ. Một cái đó được ha. Thêm cái nữa đi nó trơn nhớt à. Rồi. Dạ muối xương xương. Chiên chiên tươi. Chiên tươi ăn mắm me. Cho mắm me. Điểm cho thịt sạch sạch đi mua. Rồi cho thịt muối đây luôn ha, lần hồi đưa cho anh. Thôi em cân cho. Nó cân rồi lấy tiền. Ok. Sao được đủ đỉnh chị em không ạ? Tại vì thường là đi quay gì đó rồi thấy gì ủng hộ cái cô chú. Vậy hả? Rồi chào cô chú nha. Chúc bữa nay thiệt là nhiều cá nha. Mình mua được 2 kg cá chạch cả nhà. Thường là mình đi vô miền sông nước này thì mình ủng hộ các cô chú nhiều khi thấy thương. Từ sáng tới chiều thì làm việc như quần quật gỡ cá này kia các kiểu. Sáng nó xuồng nó vớn á. Dạ. Sáng thì chắc khu này là ngập hết rồi, nhiều người lắm. Giờ này thì còn các cô chú vớt vát lại thôi. Kia coi chừng có mấy cái cọc không nha. Ở trong kia coi chừng có mấy cái cọc không. Ờ, sợ nước cái cọc cái quen là nó đường rồi. Sợ nó có cái cọc cái là nó trúng. Chung mình ở sông Mỹ mua thì ủng hộ cô chú thôi, trên lệch vài chục ngàn không sao, tại vì người cũng ăn thôi. Nếu thấy cô chú cực với mình chia sẻ. Mình mua về mình cũng ăn thôi, nhưng mà mình quan trọng là mình ủng hộ cho các cô chú, giống như là có khi thì phải đem ra chợ bán thì mất công cái thời gian, thì mình mua tại đây thì nó sẽ cho cô chú giảm một cái phần nào đó mệt nhọc hơn. Về giống như là hết cá thì nghỉ ngơi sớm hơn xíu. Nói chung mà làm có tiền liền có vui hơn thôi. Đúng rồi, có thành quả liền. Nên là đôi khi là Song Hỷ đi thì Song Hỷ hỗ trợ mọi người như vậy thôi. Chứ cái khả năng của mình tới đâu thì tính tới đó. Tôi có vớt mới tin ha. Chắc mới lập nghiệp quá. Nhà này là mình đi đâu anh? Chị muốn coi thử cái dưới này lên coi thử. Dưới này quen không? Không, nhưng mà mình dỡ lên để xuống mình đâu có. À cũng được. Mình đâu có ăn cắp lên đâu. Mình coi thôi ha. Mình coi thôi, mình coi mình trả lại chứ mình không có lấy. Đó. Cái này là bà để bà ngửi mà không ăn. Cũng dỡ lên rồi, bây giờ
À, nhưng khi ta đi thăm cũng dở lên, chỉ biết coi cá nhiều ít thôi. Cá mà khi có là mình dở lên nó sẽ nó rộ lên liền. Giờ khi ta mới dở đi rồi. Sáng người ta dở rồi. Bây giờ nó nặng lắm. Nặng lắm. Còn hôm nay người ta dở người ta sẽ mở dây ra cái đầu. Ta lặn đường nặng. Mấy cái nhà bên đó, thuốc mị bên đó giống như một cái trại ha, người ta để đồ để đạt. Cái đó, cái trại đó người ta để chống Covid chị. Hả? Phòng chống Covid đó, cái trại, cái chốt đó. À, chốt Covid hồi xưa lúc lên xuống Campuchia ha. Lúc mà Covid đó là người ta phòng chống, người ta không cho đi qua lại. Kiểu là cái chốt á, cái chốt để kiểm tra. Kiểm tra qua lại của người Khmer, người Campuchia với mình đó hả? Nên là phải đặt chứa đồng như vậy cả nhà. Là nhiều khi các bà con thì đi trên tàu thì mình hầu như trên ghe trên tàu mình không có kiểm soát được. Trên dạ. Đó là cái một cái xóm của Campuchia. Ủa? Là tới rồi hả? Chỉ là một cái xóm nhỏ thôi, còn cái trên kia mới xa, cái đó là chỉ là cái đó mình lời ghé được không? Thôi chắc mình thôi không ghé nữa. Sao? Phải xin phép không? Thứ nhất là ở đây ở gần đai biên giới mình mấy cái vụ đó hơi khó. Hơi khó quay hả? Có một biên phòng này kia người ta làm khó dễ mình không công. À, khi muốn qua lên phải xin trước. Dạ đúng. Ghé biên phòng nhưng mà cái này là đất của mình mà đúng không? Dạ đây từ cái nhà thiết đó, ổ trở về Việt Nam mình. Ừ. Nhưng mà cái phần đất ở trên đất hả? Đất ở trên là của người Khmer. Của người Khmer. Từ cái nhà thiết đó trở về là của mình. Còn cái chỗ đất lõm đó là của người Khmer ở. Sao em thấy sao nó ngay đất của mình mà ta? Nó sẽ có cái cột mốc. Tại vì nước ngập mình không thấy thôi. Đó là giống như là một cái khu vực của bà con Campuchia ở. Trên đó là đông người ở không em? Xóm nhỏ thôi à. Tầm 50 hộ không? Chắc cũng khoảng đó. Cũng làm nghề, chắc là làm nghề đánh cá rồi ha. Đúng rồi. Người ta chủ yếu đó là cá với ruộng. Ở đây mình Việt Nam mình vậy đâu, hôm nào có thể mình lại biên phòng mình xin lên đó rồi mình giống như là đi tham quan cuộc sống bà con hết được ha. Dạ. Là ở chỗ khu vực đó cũng có cái của biên phòng nữa ha. Biên phòng ở đây xong ấy. Mình qua đó mình trình, mình xin lên rồi xong mình mới ghé chỗ đó. Ok. Chỗ đó em có quen ai trên đó không? Em cũng không có đi trên đó, nhưng mà ở xóm em cũng có người quen trên đó. Phải quen mới được, nhiều khi không quen không biết ai hết trơn. Mình đi vòng vòng trên đó cũng không sao, người ta trên người Khmer người ta cũng dễ dịu, người ta không có dễ. Là biết tiếng Việt hết. Dạ. Nhìn kế bên luôn á. Nghĩa là chạy chắc chẳng chừng chưa được 2-3 phút nữa là tới đó. Nhưng mà lần sau thì mình sẽ giấy tờ đầy đủ, mình xin vô phòng lên. Mình thì đi này thì mình cũng không có đem giấy tờ, mình đem để trên xe rồi. Tại mình đi là trên cái đất của Việt Nam của mình nên là mình không có đem giấy tờ. Còn nếu mà mình đi qua mà lấn sân qua bên đất của Campuchia mình phải có giấy tờ, đó là căn cước công dân hoặc là passport. Đó là nếu mà mình đi trong ngày thì mình chỉ cần là căn cước công dân thôi. Còn nếu mà đi từ 2 ngày hoặc 3 ngày trở lên thì mình phải cần có passport và nóng mọc này kia đầy đủ. Mình thấy trước mặt của mình là Campuchia nhưng mà mình không có đi qua tới được cả nhà. Anh coi chừng mấy cái cột nha. Mấy cái lưới à. Mình cũng đang tò mò là không biết bà con cái đó sinh sống làm sao thôi trong heo. Mà giống như một cái cụm ở của bà con Khmer mình đó, giống như một cái cơm sóc đó. Vậy là mình đi về đúng không? Đường mình về là đường nào ta? Hiện tại mình đang ở đây là đất này là của đất Việt Nam mình. Còn khi mà qua hút cái nhà mà nhà thiết đó bên trên là đất của người Campuchia. Mình sống ở đây cũng nhiều năm nhưng mà cũng chưa từng mà đi cái dạng mà trên nước trong nước nhiều đâu.
từ khi làm YouTube á mình có đi nhiều đó, mình thích lắm. Lên đây lên trời mát, bây giờ gió sông nó thổi lên nó mát dễ chịu, nó rất là mát luôn. Cây bông điên điển, bông điên điển nó bị ngập luôn rồi. Điên điển mình trong phải lựa buổi sáng đi, từ buổi sáng mình lên đó là thử coi bà con có hợp chợ gì đó, chừng hết dầu còn không đó. Không hết rồi. Anh lời em hoang mang quá, hết dầu thì mình trèo về. Nó bị dính cái gì á? Không biết tự nhiên bị tắt máy cả nhà. Quý vị khán giả trên kênh Sông Hỷ, mà nếu có muốn về An Giang hay về Châu Đốc để trải nghiệm những cái mà đi ghe, đi bẻ thúng, bẻ cà na hay là bẻ điên điển á, thì cũng thể là liên hệ với mấy anh có chèo ghe đây. Đúng rồi, chở mình đi, nhưng mà chắc phải lựa là giờ sáng hoặc là chiều để nó mát hơn. Còn mình là Sông Hỷ, tại vì lựa những cái thời gian này cho nó nắng đẹp để quay hình cho nó rõ xíu. Chú sợ mình lên trên bờ đê, chú hỏi thăm. Nó hết xăng, hết dầu chứ không, hết xăng chứ không phải hết dầu với anh Caravan. Nhìn cái này chảy dầu xuống đó. Thấy đổ gì vàng vàng kìa. Xăng hả? Ừ. Ở đây á, hạn chế được lên trên đê, trên khu vực gió. Ừ. Biên phòng người ta làm khó dễ là người ta đưa mình về mấy cái đồ để người ta xuất trình cái camera quay video à. Ở đây có camera anh? Camera của mình không phải? À. Coi mình quay cái gì? Mình có quay những cái gì nó không đúng với chính quyền ta không cho phép không? À. Còn mình chỉ đi phong cảnh, mình đi bắt cá này thì bình thường. Mình cũng biết luật mà. Thường đây là những cánh đồng mênh mông cái gì, giờ toàn là nước nè, nhà đây ngập nè, ngập luôn nóc nhà luôn rồi. Hôm bữa là nhà của chú Sáu, hiện tại là ngập cái gì, chú Sáu bây giờ là lên ghe ở rồi. Ngập mà nãy là mình thấy là ngập lúc cái chòi luôn á. Trời, cái sáng giờ là ngập hết sông nữa rồi. Là cái chỗ hôm bữa mình đang cơm á, là nó ngập lên cái sàn luôn rồi. Nên cô chú hiện tại đang lên ghe ở. Hôm nào có việc mình sẽ ghé nhà chú Sáu để chia sẻ cái hoàn cảnh của cô chú khi mùa nước nổi.
bà con thường cất cái cơ hội này để mà mình thu bắt cá về mình nửa tại đây nghe hàng cây cho nó mát. Tàu tốc độ quá nè, tốc độ cao quá. Ôi, cô chờ em ơi, khoan từ từ nha. Bà con ôi, muốn đi qua bên kia là phải chèo xuồng qua. Chào chú. Con chào chú nha. Cho con xin phép ơi, đi vòng vòng nha chú nha. Rồi. Chú có cái chòi đã nè. Nằm mát. Ở đây mát mẻ ha. Nằm nghỉ trưa hả chú? Ở nhà, nhà chú đằng kia. Cái chòi này để mình nghỉ mát thôi. Chú ở đâu đi quay vậy? Con ở Châu Đốc. Con ở Châu Đốc. Quay chơi có cái gì không? Dạ, quay chơi thôi ạ. À. Quay chơi, con quay phong cảnh ở đây ạ. À. Có xuồng chèo nè. Cái xuồng chèo này mình đâu có mượn đi vòng vòng nữa. Luôn đó. Em biết chèo không? Em biết chèo không? Biết, em ở đây mà. Tất nhiên. Em mượn được không? Mượn xíu cho mình chèo. Đi chèo. Chú con mượn cái xuồng đi xíu cho chú. Bơi đi thì quay thì im hơn đẹp hơn. Dạ, dạ đúng rồi chú. Nó khỏi nghe cái tiếng máy chứ. Tiếng máy nó ồn quá. Không đi. Ở đây uống trà ha, uống cà phê. Có cái giọng giấc chưa ngủ mát. Chiều chiều kiếm thêm miếng mồi uống tí xì rượu đế chú ha. Có chổng che nè. Mà nằm võng sướng hơn, nằm võng mát hơn. Hình như bữa đó chú có đi vô chỗ này đi quay một lần nha. Dạ có chú. Dạ dạ có. Nước mà chưa lúc mà chưa ngập. Chưa ngập còn giờ nó ngập quá. Để cho mấy quay cho mấy. Cẩn thận nha, nó nhỏ hơn cái kia. Cái này nó lắc dữ à. Coi trước đi. Từ từ quá. Dạ không. Chắc mình ngồi ngang như vậy là được hơn. Ngồi ngang là nó căng rồi. Chồng không biết bơi nên được cái gan. Con không có học bơi lúc trước. Trường cho con học ba ông thầy luôn mà không ông thầy nào dạy biết bơi chứ. Ông chảy về luôn. Ở trường cũng có đầu tư. Bây giờ trường cấp 2 cả nhà, thật sự là trường cũng có tạo điều kiện cho mình học bơi. À, là mới đầu là dạy ông thầy kia, là tưởng ông thầy kia là dạy xong thì không được. Cái đổi thêm ông thầy thứ hai cũng không được nữa, đổi qua ông thầy thứ ba cái cũng không biết bơi, đó là do bản năng của mình nên là không biết bơi tới giờ luôn. Có đi học đàng hoàng nhưng mà không tiếp thu. Không mình đi vô lần đường trong này được không? Dạ. Ở đó hơi cạn. Cạn em. Được đi vòng vòng mấy nhà ở trong mới đẹp. Thì xuống ngoài đây thì nãy em đi rồi. Anh này nói quay lại rồi sao mấy. Anh đi đua vậy. Anh đua sao. Anh
vợt giải đua Đông Xuân. Đi ghe. Ủa khu này là anh quen hết luôn hả? Vậy hả, sớm nhanh hả? Rồi đậu ghe bên đó, rồi tối ở bên đây ở. Thường thì anh có anh là chở khách đi tới đi lui ha, giống như chở các cô chú anh chị này, nhiều khi không có ghe, nhà nào không có ghe thì điện mình qua mình rước cái chở đi. Dạ thôi, ở đây là đa số nhà nào cũng mới có một chiếc xe vỏ. Thì giống như ở trên đất liền là mình có chiếc xe vậy, ở dưới đây phải có chiếc ghe, chiếc vỏ để đi tới lui. Hồi nãy là Song Hỷ đi bằng cái vỏ lãi, giờ Song Hỷ mượn được cái chiếc xuồng này là xuồng tam bản đúng không, tam bản đúng không? Dạ, đúng. Đây còn gọi là xuồng ba lá để mà mình đi vô trong những cái khu này thì đợi con chó hết hồn. Nó sao như con chó đâu mà nó ngồi ngay chân đó mà nước ngập. Cái này lại ngay chân cổ cầu thang mà thường cái lăng can nó cao á cả nhà. Con chó nó thường ngồi cao như vậy nè. Bây giờ nó hấp chủng luôn này. Nó tắm dưới nước rồi. Hết hồn. Không. Cái này đừng đi em ha. Giờ sao có mấy miếng dán quá rồi đâu đi được. Có khi nào mấy con chó nó phóng xuống nó lượt mình không vậy? Ở trên này có bán cà phê này kia đầy đủ ha. Có, sớm này có một nhà ở đây là chút là ngày xíu bán cà phê, tạp hóa đầy đủ. Giờ là mình đi đâu ta? Mình đi ra ngoài này ha. Đi sao lòng lòi được mấy nhà chơi để cho khán giả thấy là cái khu vực mình khi mà mùa nước lớn là sao? Thì bình thường thì ở đây nên là đất liền một giống một cái cồn vậy ha, giờ nước ngập lên nè. Cái nước này nó đang bơi ngược, mình bơi ngược đúng không? Dạ không, hay là nó xuôi rồi nó cũng lặng như tại gió thổi cái đó nó giận đi thôi. Chứ ở trong ruộng này thì nước nó đứng, nó chỉ giận sóng đi thôi à. Khi nào mà ra sông lớn ra nó sông mới vậy, nó mới mạnh. Cái này nó chủ yếu là do là nó sóng với gió thổi. Ở đây thấy vậy chứ 12 giờ trưa mà có nhiều cô chú anh chị đang giở lưới ở ngoài đó mà thuốc ngoài mị ngoài đó. Xa miệt dặn. Bởi cái nghề nào cũng mình có những cái nghề đó rất là bươn chải luôn á nha. Mùa khô thì ở đây làm ruộng, mà tới mùa nước thì ăn lưới. Mùa ruộng đâu phải ai cũng có đất đâu sao mà. Dạ đúng rồi. Trời ơi, vô đây nó mát dữ luôn á. Vô đây mình kiếm cái bè hoặc gì đó mình vô mình bắt mình nướng cá mình nhậu đã. Chỗ này chắc có chỗ cái lưới thì cũng là cái giớn mấy cây hút nốt bây giờ nó nước hẹp luôn rồi cả nhà, nó sâu đó, mấy cây hút nốt đó. Phần này cây me tây nè, nó nghiêng ngã luôn rồi nè. Cây này đặc biệt là rất là ngứa nè, mắt mèo nè, đúng không? Cây ngu ma dương. Ngu ma dương, nó ngứa dã man luôn á. Lúc trước đi học quậy lắm. Quậy lắm, lấy cái này che vô mấy cái ghế, mấy cái bàn. những người nào mà nó ngồi lên một cái là xác định luôn. Vậy là cái nhóm khu vực này thì nó chỉ có một khúc thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Này giống như cái chỗ hồi nãy mình tính lên trên Campuchia đó. Dạ. Cũng là một. Dạ, nhưng mà ở đây thì đông hơn. Đông hơn. Dạ. Mình đang tò mò trên đó quá. Dạ. Ở trên đó người dân trên đó kinh tế hạn hẹp lắm, với là y tế cũng người ta cũng thiếu thốn vậy. Mà đa số trên đó chắc là con nít cũng đông hơn. Dạ đúng rồi. Thì muốn lên chở mình xin sao ha, mình xin đi thôi không? Cái đó em cũng chưa từng đi ha. Chắc hỏi chú biết không? Dạ. Thấy bên kia có bàn ghế này kia giống như một quán cà phê. Ở bên đó là quán cà phê đó chị. Mình đi vô đó mình uống cà phê không? Mà thấy không có ai bán. Ủa hồi mình cũng đi lòn ra ngoài sông lớn rồi. Đi dòng đường này về cái
chỗ đang đậu chiếc vỏ. Cana mà nằm gần gần đây thì khó có trái lắm. Mà ta đi qua lại ta bẻ hết. Mấy cái tàu này đậu ở đây chắc chở cá quá. Ghe này bà con sống trên ghe hết không nhỉ? Có đồ đạc phơi nè, có bếp nè. Coi thử ngoài kia nó có tàu lớn nha. Mình đi đây chứ mình cũng phải nhìn nhìn giống như ở trên đường lộ mình. Đây có nhà bè nè. Sao mà nó sọc hết trơn rồi. Nó sọc hết đồ bên này nè, sao bếp nè. Ở đây thì mưa gió rồi mày. Mấy miếng Nhưng mà anh ở đây có mấy cái gọng nữa nè. Bắt cá. Cái này là một cái nhà bè trên sông. Có cái cái giớn à, cái này cái đồ gọng á, gọng cá, cá nhiều lắm kìa. Cá lóc nuôi. Cho cá lóc ăn tăng thu nhập. Mấy cái nhà sàn thì nó không có ngập, còn mấy nhà mà nó cắt có kiểu mà nó hơi đây là cái thấp. Nhà em nói nhà nó cái sàn thấp quá bởi vì nó ngập cái chuồng kế bên cái gì cái nhà gì kế bên nó cũng ngập luôn kìa. Cái đó là cái đấy người ta kêu là cái đồ đấy người ta để mấy cái vỏ chia cho mấy vỏ mát chứ không phải nhà. Cái này cầu mà cắt lại á, nâng nền lại á, chứ mà để đó cũng không được. Hiện tại là nước đang ngập tới cái hàng ba rồi. Đây, giờ mình đi vòng tới chỗ con ong. Con ong đó, chích ghê lắm á. Chưa là giờ người ta ngủ ngon nhất luôn, ba đứa đi quay. Cứu nói là làm nhiều cái thấy mất mệt quá. Làm nhiều cái thấy mất mệt quá. Giờ này là chú ngủ trưa đó con, mà ba đứa bay làm gì mà chèo tới chèo lui hả? Không xuống đây. Chó đẹp ha. Giống Alaska nhưng mà nó bị lai. Chưa chạy lên nè. Chạy lên nó sợ làm khó. Con sợ biên phòng không cho, bây con đâu dám đi được. Ở nhà nó để củi mà bây giờ nước vô hết trơn rồi kìa. Ở đây. Uống cà phê không? Ở đây có ai bán cà phê không anh? Ở đây có không? Khỏi cũng được. Tưởng gần đây ship thì mình uống. Bây giờ chắc mình về bến. Rồi, mình qua bên vỏ lại. Cái nhà đó đẹp ha, cái nhà đó chắc củi nhìn đẹp quá. Nhìn gặp miền Tây ghê. Ông caramel này ông nặng lắm, ông đi cái ngàn cái ông muốn nghiêng một bên luôn vậy. Con cảm ơn chú nha. Trời. Chú ngủ chưa ngon. Chú ngủ tiếp tục đi chú ơi. Ở đây nhà kia lại này cái nằm cho nó thanh thản. Vậy hả chú? Thấy cái trại này im.
Dạ chú là có bị ngập nhiều không? Không, dạ còn cao lắm. Dạ. Năm nay là nước lớn nhiều không chú? So với mọi năm không? Hay là gì vậy là bình thường? Năm nay chắc lớn hơn năm rồi cả 1 tấc. Dạ, 1 tấc. Rồi, thưa chú con về nha. Dạ. Chú nói ngủ trưa còn không yên ba đứa bay. Mình cũng là nhà báo nhưng mà báo thanh báo. Thì cả nhà thấy nãy giờ thì video xong hãy chia sẻ thì hầu như những ngôi nhà ở đây thì có những ngôi nhà thì nó bị thấp quá thì nó bị ngập hết rồi tới nóc nhà, còn những ngôi nhà nào mà kiên cố hơn, cao hơn thì nó chỉ tới phân nửa, nó còn phân nửa gốc cột chắc cũng không sao. Năm nay thì nó nước nó lên nhanh hơn, với lại nó cũng sớm hơn hả ta? Hay năm ngoái là trễ? Năm ngoái là trễ. Nước nó sớm hơn năm ngoái. Có sớm hơn năm ngoái nhưng mà năm ngoái thì nó không có nước, nó cũng trễ hơn. Bởi vì là mình tới nhà đó, mình tới bến của mình rồi đó. Anh coi chừng phía sau nha. Hay gì? Ui. Đúng là. Ui. Thấy không? Vô vừa nhín luôn á. Thì bằng lái hay lái tàu. Bây giờ mình đi lên trên mình căng cá. Nếu mà có khách mà là liên hệ với mình mà muốn mà đi trải nghiệm như vậy thì liên hệ với anh số nào? 0347 2423 98 0347 2423 98. Bây giờ mình đi lên tàu đi, mình đi lên đường đi ha. Cầm bọc cá lên. Mình lên mình căng ký luôn. Xe để ngay căn nhà của ai không biết luôn á. Ừ, không theo rồi. Xe chỗ gần gần chỗ mà làm cái chổi á. Thấy không? Chỗ làm cái chổi á. Nhà anh gần đây không? Gần đây mà đi qua bên sông hả? Đi qua bên sông xích bên kia chứ. Anh đợi em xíu nha. Cả nhà ơi, thì video này thì cũng là một video trải nghiệm của sông Thủy. Mục đích của mình đó là mình chia sẻ đến bà con cô bác, là những bà con cô bác cô chú anh chị ở xa cũng muốn tìm hiểu về mùa nước nổi của quê hương sông Thủy. Thì sông Thủy đi thuê một cái chiếc tàu xong rồi mình đi vòng vòng những cái khu vực nhà sàn ngập nước, và sông Thủy cũng hy vọng mình một ngày nào đó mình cũng có thể đi qua bên Campuchia sát bên để mà mình chia sẻ về những cái đời sống bà con. Hy vọng thì mình sẽ xin phép được. Và cũng hy vọng các anh tạo điều kiện cho Sông Hỷ để mà mình tác nghiệp về đời sống, chia sẻ với bà cô chú nha. Còn giờ thì Sông Hỷ cũng xin phép và những video tại đây. Hẹn cái nhà video sau. Nhóm hộ Sông Hỷ mỗi tối 18 giờ để ra những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ạ. Bye bye cả nhà. Sông Hỷ xin chào cả nhà. Cảm ơn bà cô chú đã luôn đồng hành cùng với Sông Hỷ và ủng hộ kênh Sông Hỷ Vlog nha. Hiện tại thì Sông Hỷ đang có một số mặt hàng của địa phương mình, đó là đường mặt hút nốt nguyên chất 100% hữu công và được đồng bào Khmer được làm ra thủ công bằng tay nha. Và cái này là nguyên chất 100%. Và sau lưng của Sông Hỷ là có một cây, là đó là cây hút nốt. Và cây hút nốt này thì Sông Hỷ là lựa những cây từ 70 năm đến 100 năm. Thì những cái cây đó thì Sông Hỷ sẽ làm đũa hút nốt. Một hộp 10 đôi có giá là 120.000. Và trên vai của Sông Hỷ là có một chiếc khăn. Khăn này là khăn dệt của đồng bào Chăm. Thì một cái như thế này là 150.000. Và kèm theo đó là quê hương của Sông Hỷ là Châu Đốc. Thì Châu Đốc thì có mắm nha. Mắm linh nè, mắm sặc nè, mắm thái nè, mắm chốt nè, mắm chèn nè. Và cũng có nhiều loại mắm khác nữa nha. Rồi khô nè, khô cá sặc bỏi nè, khô cá dứa nè, khô cá lóc, khô cá lằn, khô cá kết, khô cá chẹt, vân vân và vân vân. Và có thêm đặc sản nữa là nước mắm cá linh nồng. Ông bà cô chú nào có ủng hộ sản phẩm đó thì liên hệ với Sông Hỷ số điện thoại là 0344226262. Số đó của Sông Hỷ là có Viber, Zalo luôn nha ông bà cô chú. Bây giờ thì Sông Hỷ cảm ơn bà cô chú nha. Bye bye.